Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine hôm nay có những nội dung sau đây. Đạn dẫn đường Nga công phá hầm chứa pháo phản lực Ukraine. UAV tấn công tháp truyền hình Nga, Ukraine mất kiểm soát thêm làng ở Donetsk. Nga công bố video cường kích Su-34 thả bom lượn nặng 3 tấn. UAV Landsat của Nga tập kích phá hủy trạm tác chiến điện tử của Ukraine. Vũ khí Ukraine vươn tới mọi ngóc ngách Crimea khiến Nga đứng ngồi không yên. Bây giờ là tin chi tiết. Trang quân sự Voronezh mới đây đã đăng tải một đoạn video cho thấy, thông qua đạn dẫn đường Krasnopol, pháo binh Nga đã thực hiện thành công cuộc tập kích nhằm vào căn hầm chứa khí tài của quân đội Ukraine. Theo một đoạn video được trang quân sự Voronezh trích dẫn, máy bay không người lái trinh sát của Nga đã phát hiện quân đội Ukraine đang cho một pháo phản lực phóng loạt di chuyển vào cửa một hầm dưới lòng đất. Chiếc UAV sau đó đã chuyển dữ liệu tọa độ của cửa hầm của đối phương cho các đơn vị pháo binh Nga để thực hiện đòn tấn công chính xác vào đó. Nhận định từ các chuyên gia làm việc cho trang quân sự này cho hay, loại vũ khí được sử dụng trong đoạn video trên là đạn dẫn đường Krasnopol có đường kính 152mm, được thiết kế đặc biệt để phá hủy mục tiêu ngay trong phát bắn đầu tiên. Với một loạt tính năng uy lực như điều khiển khí động học, đầu đạn dẫn đường, đầu dò laser và động cơ đẩy khí ở phía dưới. Theo trang Military Today, đạn pháo Krasnopol có đường kính 152mm, nặng 50,8kg, trong đó phần thuốc nổ nặng 6,4kg, tầm bắn 20km, tỷ lệ bắn trúng đạt 70-80%. Về sau, giới quân sự Nga đã cho ra mắt phiên bản cải tiến là Krasnopol M, có trọng lượng nhẹ và hiệu quả tác chiến cao hơn. Báo Pravda của Ukraine cho biết, một tháp truyền hình ở thành phố Suha thuộc vùng Kursk, miền trung nước Nga đã bốc cháy vì bị máy bay không người lái, UAV của Ukraine tấn công. Báo Pravda của Ukraine dẫn thông điệp do thống đốc vùng Kursk Alexei Smirnov đăng tải trên kênh Telegram cho biết, sự vụ xảy ra hôm 14 tháng 7. Nhà chức trách đã điều một đội cứu hỏa tới hiện trường nhằm dập tắt đám cháy. Theo truyền thông Nga, ít nhất hai UAV cảm tử đã đâm vào tháp truyền hình ở Suha, gây hỏa hoạn. Họ cũng cáo buộc các lực lượng Kiev tiến hành một vụ tập kích khác vào trạm xăng đã đóng cửa của thành phố. Báo chí địa phương tiết lộ, quận Suhansky từng có 4 trạm xăng. Tuy nhiên, 2 trạm xăng trong số này đã bị tấn công vào ngày 5 tháng 7 và 2 trạm còn lại bị tập kích vào ngày 9 tháng 7. Hiện cả 4 cơ sở đều phải đóng cửa. Bộ Quốc phòng Nga ngày 14 tháng 7 tuyên bố, nhóm chiến đấu Vostok của nước này vừa giành thêm quyền kiểm soát làng Urohaznoe ở vùng Donetsk. Sputnik dẫn lời nhà chức trách Nga thống kê, các lực lượng Moscow đã loại bỏ 155 tay súng Ukraine trong 24 giờ qua, đánh bại 4 lữ đoàn, đẩy lùi 2 cuộc phản công cũng như phá hủy 4 phương tiện, một khẩu lựu pháo M777 155mm, 5 khẩu lựu pháo FH70 155mm và một khẩu pháo D20 152mm của Kiev. Phía Ukraine hiện chưa lên tiếng phản hồi trước các thông tin trên. Bộ Quốc phòng Nga hôm 14 tháng 7 công bố một đoạn video cho thấy phi hành đoàn cường kích ném bom Su-34 tấn công vị trí đóng quân của lực lượng Ukraine bằng bom FAB-3000. Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật 14 tháng 7 công bố một đoạn video ghi lại quá trình không quân nước này sử dụng bom FAB-3000 trang bị mô đun hiệu quả và phổ quát UMBC nhắm vào vị trí đóng quân của lực lượng Ukraine trong khu vực hoạt động đặc biệt. Theo đó, quả bom được thả từ máy bay chiến đấu Su-34, cánh của UMBC mở ra. Quả đạn bắt đầu lướt trong không trung và sau đó phát nổ khi va chạm với mục tiêu. Cuộc tấn công bằng bom FAB-3000 với mô đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát UMBC cho phép không quân Nga thực hiện nhiệm vụ từ khoảng cách an toàn, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Bộ này nhấn mạnh, FAB-3000 có khả năng tấn công các mục tiêu và công trình phòng thủ kiên cố. Tổng khối lượng của bom lên tới 3 tấn, trong đó trọng lượng của thuốc nổ vào khoảng 1,5 tấn. Chúng đủ sức phá hủy các công trình nằm sâu dưới lòng đất. Tháng 3 năm nay, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố bắt đầu sản xuất hàng loạt siêu bom FAB-3000 có trọng lượng 3 tấn, đánh dấu một giai đoạn mới trong quá trình phát triển tổ hợp công nghiệp quân sự của nước này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng đổ bộ đường không thuộc nhóm chiến đấu Dnipro của Nga mới đây đã sử dụng UAV Landsat để phá hủy trạm tác chiến điện tử EW của Ukraine ở hữu ngạn sông Dnipro thuộc vùng Kherson.
Trinh sát trên không sử dụng máy bay không người lái Yara đã phát hiện một vật thể phát ra sóng vô tuyến mạnh ở bờ phải sông Dnipro theo hướng Kherson. Sau khi tính toán và thu thập thêm thông tin, xác nhận đó là trạm tác chiến điện tử của đối phương, đội vận hành máy bay không người lái đã điều UAV Lancet tiếp cận và tấn công mục tiêu. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt, các đơn vị UAV của nhóm chiến đấu Dnipro đã tích cực sử dụng UAV Lancet để phá hủy các thiết bị chiến đấu của đối phương ở hữu ngạn sông Dnipro. Lực lượng đổ bộ đường không đã thực hiện các chuyến bay ở độ sâu chiến thuật để xác định mục tiêu, điều chỉnh hỏa lực của các loại vũ khí và quay video về quá trình phá hủy thiết bị của đối phương. Lancet là một trong những UAV lợi hại nhất của Nga, được chế tạo để tấn công hiệu quả các mục tiêu của đối phương nằm cách vài chục km. Hôm 14 tháng 7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine và cố gắng không rơi vào tình trạng chiến tranh với Nga. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ Ukraine và thực hiện nghĩa vụ của mình. Chúng tôi sẽ không rơi vào tình trạng chiến tranh với Nga, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh. Theo ông Macron, an ninh ở châu Âu đang bị đe dọa. Quân đội Pháp hiểu rõ tầm quan trọng của sự cân bằng quyền lực và quyết tâm của giới lãnh đạo Pháp là không để Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến. Đồng thời, Tổng thống Pháp nhấn mạnh vai trò quan trọng của quân đội trong việc đào tạo binh lính và sĩ quan Ukraine. Chúng tôi sẽ trang bị vũ khí cho Ukraine trong thời gian tới để họ có thể tự vệ khi cần thiết, ông Macron nói. Hồi đầu tháng, Tổng thống Pháp từng thông tin Paris sẽ sớm cung cấp cho Kiev các máy bay chiến đấu Mirage 2000, kèm theo đó là chương trình đào tạo phi công Ukraine. Tuy nhiên, ông Macron không nêu rõ số lượng máy bay sẽ được cung cấp hoặc khi nào chúng sẽ đến Ukraine. Tổng thống Pháp cũng ủng hộ việc thành lập một lữ đoàn Pháp gồm 4.500 binh sĩ Ukraine do Pháp huấn luyện và trang bị, đồng thời lặp lại tuyên bố của ông vào tuần trước rằng Ukraine có thể sử dụng tên lửa của Pháp để tấn công tầm xa trên đất Nga. Chúng tôi đứng về phía người Ukraine. Ukraine được phép tấn công các mục tiêu quân sự Nga phù hợp bắn tên lửa, ông Macron nhấn mạnh. Bên cạnh máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất, Kiev từ lâu đã yêu cầu máy bay chiến đấu Mirage 2000 từ Pháp. Hồi tháng 1, Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết những máy bay phản lực Mirage 2000 của Pháp có thể so sánh với F-16 và phù hợp để thay thế các máy bay có từ thời Liên Xô của Kiev. Đầu tháng 2, Paris và Kiev ký hiệp ước an ninh song phương, tương tự như các thỏa thuận của Ukraine với Đức và Anh. Mặc dù Pháp không đưa ra những đảm bảo mạnh mẽ đối với Ukraine trong thỏa thuận này, nhưng ông Macron cam kết viện trợ Kiev 3 tỷ euro, tương đương 3,25 tỷ đô la Mỹ trong suốt năm 2024, cũng như hợp tác trong sản xuất pháo binh. Sau khi được trang bị những tên lửa tấn công sâu, Ukraine hiện đang cố gắng làm suy giảm khả năng của Nga ở Crimea bằng cách nhắm vào các sân bay, hệ thống phòng không và trung tâm hậu cần của đối phương. Trong một đêm trời quang trên bờ biển Odessa, ánh sáng mờ nhạt từ tên lửa chiếu qua biển đen. Trong phần lớn thời gian của cuộc xung đột ở Ukraine, Nga đã sử dụng bán đảo này trước tiên để làm bệ phóng cho chiến dịch quân sự đặc biệt và sau đó làm nơi triển khai lực lượng cho các cuộc oanh tạc trên không hàng ngày. Ukraine hiện được trang bị các tên lửa chính xác do Mỹ sản xuất, lần đầu tiên có khả năng vươn tới mọi ngóc ngách của Crimea. Đây là một nỗ lực chiến lược mới khi Ukraine tìm cách buộc các lực lượng của Nga từ lâu đã sử dụng bán đảo này làm căn cứ hoạt động ngoài khơi bờ biển phía nam của Ukraine phải trả giá. Mặc dù khó có thể mang đến nhiều tác động trên tiền tuyến, nhưng chiến dịch của Ukraine với phiên bản tầm xa của tên lửa Arctas dường như buộc Điện Kremlin phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về nơi triển khai một số hệ thống phòng không mạnh nhất của mình nhằm bảo vệ các cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington tuần trước, Tổng thống Zelensky cho biết chiến dịch ở Crimea vẫn chỉ có tác động hạn chế chừng nào Nga còn có thể di chuyển các máy bay ném bom đến nơi an toàn tại những căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Ông Zelensky đã gây sức ép buộc chính quyền Tổng thống Biden dỡ bỏ hạn chế về vũ khí để có thể mở rộng các cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga. Kể từ khi nhận được tên lửa Arctas vào mùa xuân này, quân đội Ukraine đã tuyên bố phá hủy hoặc gây tổn thất cho ít nhất 15 hệ thống phòng không tầm xa của Nga ở Crimea. Trong số đó có các tổ hợp S-300 và S-400, những đối thủ đáng gờm của hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Trong 3 tháng qua, hình ảnh vệ tinh do các nhà phân tích quân sự xem xét đã xác nhận những tổn thất của các radar Nga cũng như các hệ thống tác chiến điện tử, tuyến hậu cần và sân bay của nước này.
sẽ là công bằng khi nhận định rằng Ukraine đạt được thành công khá ấn tượng trong 2 tháng qua. Justin Brown, một học giả nghiên cứu cấp cao tại Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh, RUSI, nhận định: khó có thể xác nhận từng tuyên bố của Ukraine, nhưng trong suốt cuộc xung đột, ông Brown cho rằng các vũ khí công nghệ cao mới nhìn chung ít hiệu quả hơn khi Nga tìm cách thích nghi và kho vũ khí của Ukraine ngày càng cạn kiệt. Các cuộc tấn công vào Crimea chỉ có thể tác động tối thiểu đến giao tranh trên tiền tuyến, đặc biệt là ở phía đông Ukraine, nơi đang diễn ra những cuộc đối đầu dữ dội nhất và các lực lượng của Nga liên tục giành thêm lãnh thổ. Các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea sử dụng vũ khí phương Tây đã khiến Nga giận dữ và đưa ra cảnh báo với Mỹ về những hậu quả mà Mỹ sẽ đối mặt khi cung cấp các vũ khí tiên tiến cho Ukraine. Liên quan đến những cảnh báo này, một số căn cứ của Mỹ tại châu Âu gần đây đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Hai quan chức quân sự Mỹ và một quan chức tình báo phương Tây cấp cao cho hay, những căn cứ này, trong đó có căn cứ của lục quân Mỹ ở Stuttgart, Đức, nơi đặt trụ sở của Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ, dường như đang lo ngại về các hành vi phá hoại của Nga. Crimea có giá trị chính trị, biểu tượng và quân sự với Nga. Kể từ khi sáp nhập bán đảo này vào năm 2014, Nga đã đầu tư mạnh vào việc mở rộng các cơ sở quân sự. Từ Sevastopol ở phía Tây đến Kiev ở phía Đông, các cơ sở quân sự đã được phát hiện ở cả ven bờ biển lẫn những khu vực núi bao quanh. Crimea giúp duy trì kiểm soát của Nga ở phía nam Ukraine và là nơi đặt các hệ thống tên lửa phóng từ mặt đất để nhắm vào các thành phố và thị trấn của Kiev. Thâm nhập qua các hệ thống phòng không mạnh mẽ của Nga vẫn là một thách thức, nhưng mùa hè này, Ukraine có thể thực hiện các cuộc tấn công bằng cách áp đảo và đánh lạc hướng các hệ thống phòng không được sử dụng để bảo vệ Crimea nhiều năm qua. Trong một cuộc tấn công theo nhiều hướng ngày 29 tháng 5, Ukraine đã sử dụng các UAV và xuồng không người lái sản xuất nội địa, tên lửa hành trình phương Tây và Atlas để áp đảo các hệ thống phòng không tiên tiến của Nga, các cơ quan quân sự và tình báo tiết lộ. Cuộc tấn công đã gây tổn thất cho hai chiếc phà, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi tiếp tế quân sự giữa Nga và Crimea. Cuộc tấn công của Ukraine vào những chiếc phà này và một cuộc tấn công sau đó nhằm vào kho nhiên liệu gần đó đã cho thấy sự dễ tổn thương của eo biển trước các hoạt động bắn phá của Ukraine, bất chấp sự đầu tư lớn của Nga vào an ninh và phòng không. Cơ quan tình báo quân sự Anh cho hay trong một thông báo. Một quan chức cấp cao Mỹ nhận định Ukraine đang sử dụng các tên lửa tầm xa do nước này cung cấp một cách rất hiệu quả. Quan chức giấu tên này cũng nhận định Ukraine có đủ tên lửa Atlas để duy trì chiến dịch ở Crimea, đồng thời cho biết đạn dược đang liên tục được bổ sung. Các cuộc tấn công liên tục vào các hệ thống phòng không của Nga có thể buộc Nga phải di rời một số chiến đấu cơ khỏi Crimea hoặc có nguy cơ mất nhiều chiến đấu cơ hơn, cơ quan tình báo quân sự Anh nhận định. Ukraine đang gây sức ép cho chính quyền Tổng thống Mỹ Biden nhằm dỡ bỏ hạn chế để có thể mở rộng chiến dịch nhằm vào các căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ Nga, hạn chế số lượng địa điểm các máy bay ném bom của Nga có chỗ trú ẩn an toàn. Hãy tưởng tượng chúng ta có thể đạt được điều gì khi tất cả hạn chế này được dỡ bỏ, ông Zelensky nói trong một bài phát biểu vào tuần trước ở Washington, Mỹ. Ben Hoges, cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu, người từ lâu đã ủng hộ việc cung cấp cho Ukraine các vũ khí tấn công tầm xa, cho biết ông cảm thấy ấn tượng trước kế hoạch tấn công của Ukraine kể từ khi nhận được tên lửa Atlas. Nhắm vào các hệ thống phòng không sẽ đặt nền tảng cho những gì xảy ra tiếp theo, ông Ben Hoges nói. Các tiêm kích F-16 do phương Tây cung cấp dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động trên bầu trời Ukraine trong mùa hè này, nhưng hiệu quả của chúng sẽ chỉ ở mức hạn chế nếu các hệ thống phòng không của Nga không hề hấn gì. Nếu các bạn muốn các UAV và tiêm kích F-16 hay bất kỳ vũ khí nào tấn công được các mục tiêu lớn thì bạn cần dọn đường cho chúng, ông Hoges đánh giá. Theo các quan chức Ukraine và phương Tây, Nga đã phản ứng trước các cuộc tấn công tăng cường vào Crimea bằng cách triển khai các hệ thống phòng không từ Kaliningrad và các khu vực khác của đất nước. Điện Kremlin cũng lần đầu tiên di chuyển hệ thống phòng không S-500 tới chiến trường. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine,
tướng Kirill Budanov nhận định với báo giới vào tháng trước. Jens, một công ty tình báo quốc phòng ở London cho biết, phân tích của họ cũng xác nhận việc triển khai ít nhất một hệ thống radar của S-400 tới Crimea. Nga vẫn có khả năng phòng không mạnh mẽ, điều được thể hiện rõ trong một cuộc tấn công gần đây nhằm vào căn cứ không quân Banbek ở ngay phía bắc Sevastopol. Những mảnh vỡ từ tên lửa bị đánh chặn của Ukraine đã rơi xuống một bãi biển gần đó, khiến 5 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương, các quan chức Nga cho hay. Nga ngay lập tức đổ lỗi cho Mỹ về vụ việc này. Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo các cuộc tấn công vào Crimea đã làm dấy lên rủi ro đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga. Dù vậy, hiện Ukraine không có dấu hiệu sẽ giảm bớt chiến dịch nhằm vào Crimea. Các bạn vừa xem bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV. Truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.